những anh chị nào đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì chắc chắn chúng ta cũng biết là nó hiệu quả như thế nào. Tuy nhiên thì trên mạng nó xuất hiện rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm rõ cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả luôn nha. Thì khi mà lấy hàng về á, chúng ta cầm lên cái hộp iCare, nó là 240ml, nên sờ vào nó sẽ rất là nặng tay. Đó, nó khá là nặng tay và chắc chắn ở trên đầu hộp thì nó sẽ có một cái tem phản quang chống giả như thế này nha các anh chị nha. Chúng ta lắc qua lắc lại á, chúng ta sẽ thấy có một cái tem chống giả. Đó, chống giả 7 màu. Thì khi lắc qua lắc lại mà tem 7 màu như thế này thì nó mới đúng là hàng chính hãng này, là thứ nhất. Thứ hai nữa là ở dưới đáy hộp á, nó sẽ có một cái mã vạch để chúng ta có thể quét mã vạch ha. Bên này cũng vậy. Thì quét như thế nào thì chúng ta hãy đào phần mềm iCheck về để chúng ta quét. Đây mọi người ạ. Đây là phần mềm iCheck này. Đây. Đây là phần mềm iCheck này, chúng ta nhấp vô nha. Nó nhấp vô xong là đưa vô nó quét. Đấy, thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Ngoài ra thì chúng ta có thể quét mã QR code đây nha các anh chị nha. Đó. Cái này QR code này chắc phải quét bằng app khác quá. Đó, thì chúng ta có thể quét mã vạch là được rồi nha mọi người nha. Và kiểm tra ở trên cái tem á, nó có phải là cái tem phản quang chống phản quang 7 màu như thế này hay không thì nó mới đúng là hàng chính hãng. Thì nếu mà các anh chị nào mà đang gặp các cái vấn đề về ngứa gầu da đầu mà sử dụng nhiều sản phẩm rồi chúng ta không hiệu quả thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này á, nó rất là tốt luôn nha. Ngoài ra thì nó còn loại bỏ gầu, vi nấm, Malaysia đấy, dùng Anitol nó sẽ giúp ngăn chặn tối đa mọi cái nguy cơ gầu quay trở lại, đặc biệt là những người bị gầu lâu năm dùng nhiều loại dầu gội mà vẫn tái phát. Cái sản phẩm này nó là chuyên về gầu nha anh chị nha. Đấy, thì đây nó là một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời và đã có rất là nhiều người sử dụng hiệu quả rồi, nên là khi chúng ta yên tâm nha, khi mà lấy hàng về thì chúng ta cứ kiểm tra kỹ. Nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này, cần tư vấn, cần hỗ trợ, cần mua hàng chính hãng thì chúng ta có thể gọi điện trực tiếp mà tới cái số là 0909647968 để em được em hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Đẹp Mỗi Ngày nha. Xin chào mọi người ạ.